Tại sao ngựa lại chạy không biết mệt? Theo ngành cơ thể học của loài ngựa, hệ cơ xương của ngựa gồm hệ cơ bắp với các loại cơ trơn, cơ vân, cơ vòng, cơ dọc gồm 200 bó cơ khác nhau. Xương ngựa có cấu trúc bền vững, xương sống có sức chịu đựng lớn, có thể mang trên lưng một khối lượng hàng bằng 50% khối lượng của bản thân. Hệ cơ xương của ngựa có tác dụng hỗ trợ làm cho cơ thể chuyển động, chạy nhảy, vận động, nhai, nghiền, nuốt, cắn và đá. Đặc biệt, các con ngựa khỏe mạnh có thể ngủ đứng mà không cần nằm nhờ bốn xương tứ chi được bao bọc bằng một lớp gân vững chắc và không hề mệt mỏi. Một phút biết hết, nếu kết xin một like.